Xin chào anh em. Tiếp theo là những sản phẩm G-Wear anh em phải mua trong cái đợt giảm giá 10% trên website của soi1.vn trong 3 ngày lễ, ngày 2, ngày 3 và ngày 4. Và hôm nay là ngày số 1. Chúng ta cần xem chúng ta nên mua những cái gì. Vì cái chương trình này rất lâu mới diễn ra một lần. Và anh em tranh thủ anh em mua nha. Chỉ hỗ trợ anh em khi anh em tự đặt hàng trên website. Và ngoài giảm giá, bên mình vẫn hỗ trợ cho anh em những cái chính sách, chẳng hạn như là hỗ trợ trả góp miễn lãi suất, chẳng hạn như là hỗ trợ miễn phí ship cho những đơn hàng có giá trị. Và tất nhiên là sẽ không thể nào thiếu những quà tặng dành cho những anh em mua hàng đầu tiên, những anh em mua hàng những đơn hàng có giá trị tốt nha anh em nha. Và chúng ta hãy cùng nhau xem những sản phẩm anh em nên mua là gì. Vô chương trình giảm giá từ khoảng từ 5-10% chỉ diễn ra trong những cái đợt roadshow rất là đặc biệt. Còn bình thường hầu như anh em sẽ không có chương trình giảm giá. Vậy nên là cái chương trình giảm giá này anh em phải tranh thủ để sở hữu cho mình những cái sản phẩm mà xưa giờ mình đang rất là thích rồi. Đầu tiên anh em thấy trước mặt của chúng ta như cái đèn của Dewar. Sáng nay mình mở lên thì thấy anh Phú đã mua một con nè. Quạt Dewar giá 2.4 triệu. Hôm nay giảm cho anh em chỉ còn có 200, giảm 240 ngàn. Thì anh em thấy anh em tiết kiệm được bao nhiêu tiền chưa? Nó còn có 2 triệu mốt máy thôi. Rồi, cái máy cơ bản Dewar DWE7492. Wow. Nếu mà anh em mua giá giảm 10% ở so là 1 thì giá nó còn rẻ. Rẻ hơn những nơi mà anh em thấy trên thị trường đang bán. Mình biết cái cưa này hiện tại một số nơi người ta đăng giá chỉ có khoảng 9 triệu 8 thôi. Thì thường những cái chỗ đó sẽ không có hàng sẵn. Giá so là 1 là 11 triệu rưỡi. Anh em tiết kiệm được hơn 1 triệu rưỡi. Thì anh em quay ra đi, anh em trừ ra đi thì anh em sẽ thấy. Ngoài ra cái cưa bàn này anh em mua còn được hỗ trợ miễn phí ship nữa. Anh em thấy ưu đãi tuyệt vời chưa? Rồi, hoặc là cái thân máy cưa, thân máy cắt cỏ này. Con máy cắt cỏ dùng pin 18V của Dewar. Đây là một cái mã mới. Giá hiện tại chỉ có 3.285.000 thì anh em được sale thêm 10%. Tính ra anh em mua khoảng 2 triệu 9 thôi. Đó, quá tuyệt vời chưa? Rồi. DCD 999 nè. Đó, thân máy 999 nè. Rồi. Cái bộ phụ kiện để anh em kết nối với cái máy khoan biến nó thành cái máy cắt tôn. Giá là 1.780.000. Giảm cho anh em hết 178.000. Đó. Rồi gì nữa đây? Pin nè. Blackmon 9A. Rồi. Dòng pin 4A thân dẹp nè. Pin sạc anh em thấy xưa giờ có khi nào giảm giá không? Không. À, và hôm nay giảm giá cho anh em. À, đợt nó sôi rồi tôi nhớ giảm chỉ có 5% thôi. Mà đợt này anh em giảm 10%. À, pin 4A. Quá tuyệt vời chưa? Pin PowerStack. Pin 5A cũng có luôn nha. À, pin 12V cũng có luôn. Nói chung hàng Dewar mình có rất nhiều. Và những sạc như là DCB118, DCB115. Wow, quá tuyệt vời. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay đến những cái máy. Đầu tiên thì sản phẩm là DCS571 nên mua anh em ơi. DCS571 nè. Thân máy DCS571 3.635.000. Mà hôm nay giảm cho anh em 363.500 đồng, 10%. Rồi gì nữa đây? DCS887 nè. Giá đang bán là 2.350.000 mà còn giảm thêm 235.000. Có đủ rẻ cho anh em chưa? Đảm bảo với anh em đó là một cái mức giá rẻ nhất trên thị trường. À, bán cho anh em cái máy này là lỗ luôn nè. Rồi, nói lời em lỗ chịu ơi. Nè, anh em mua bộ DCS887D1. Đó. Rồi, con này là gì đây? DCF857 luôn. Con này là DCF902 nè. À, DCF902 anh em. Ủa, 801. Thân máy 12V bắn phích. Rồi, DCF880. DCD800. DCD805. DCD796. Hoặc là DCD996. DCD999. À, hoặc là những cái dòng đây nữa nè. Bắn bù lon. Bù lon nè, ví dụ như anh em mua cái con bù lon DCF891 nè. Rồi đây con máy bắn vít DCF850, DCF921, DCF922, DCF894, 891 nè, 894 nè, DCH, 172, DCS356, DW014, 024, rồi D250032K. Rồi con này nó là gì? Con này là DWD014. Ngoài ra những dòng máy mài. Đây, chẳng hạn như là DW802, DW810, DW4118, đó, rồi 4119, dòng máy có tốc, có chốc, chống khởi động lại, khởi động mềm luôn. Đó. Hoặc là máy mài gốc DWG409, máy cửa lọng DWE349, giá bình thường là đã rẻ rồi. 1.585.000, mà hôm nay đã giảm 158.000. Rồi cái thân máy bơm, à, cái thân máy bơm anh em ơi, thấy ghiền chưa? DCC018. Rồi máy chạy nhám rung DWE6411. À, rồi gì nữa đây? Đó, máy bào. Đó, máy bào là D26676. Đó.
máy chà nhà, máy 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 mài DCG 406, cưa kiếm nè, DCS 369 nè. Đây là những bộ nè. À, anh em vô Vĩnh Trảo thì có thân máy, có bộ, có pin đầy đủ hết. Anh em cứ vô anh em chọn ha, hoặc là máy kho nhiệt D26414. Ngoài ra có những sản phẩm anh em không thấy ở đây thì anh em thấy ở trên mạng, mà nếu nó có trên website của mình, nếu mà có hàng thì anh em cứ mạnh dạn mà đặt mua. Vì nó hết là chỉ hết tạm thời đâu, ở nhà cung cấp mình vẫn còn để anh em có thể đặt mua nha. Rồi tiếp theo là gì đây? Đây máy gì đây? Máy hút bụi. Đó, hai dòng máy hút bụi của Dewar mới nhất luôn. Đó, anh em thấy là DXV25S và DXV30S. Cái máy này cũng giảm luôn nè. À, máy nén khí, bữa trước anh em nào hụt thì anh em mình mua. Rồi, cưa bàn Senlay. Cưa bàn Senlay dòng mới nhất. Máy cân mực Senlay, máy thổi lá, túi Dewar các kiểu. Wow, qua bên đây nữa nè. Rồi, D. Con loại này SCH20C2K giá bên mình đã gọi là siêu sập sàn rồi. 2.688.000 mà anh em mua đi, còn 2.400.000 à. À, thấy ghê chưa, thấy ghê chưa. Rồi đó, anh em không mua tiếc đáng chịu nha. À, anh em không mua thì anh em vài bữa sau anh em quay lại, anh em kêu mình khuyến mãi, mình sẽ không khuyến mãi được nha. Đây là cái khuyến mãi rất là lớn. Rồi, SPD 721 4.200.000 giảm 420.000 là còn có nhiêu, còn có 3.800.000 à, 3.780.000 thôi. Rồi SC16, trời ơi cái dòng này nữa, 1.767.000 mà giảm nữa anh em ơi. Máy phay hai tay cầm, ủa máy phay mini nữa nè, 1.391.000 giảm giá nữa. Đó anh em thấy ghê chưa, ông mua nữa thì thôi thôi luôn á, ông mua nữa thì thôi luôn á. Hả, quá trời quá đất, tôi thấy tôi còn thèm mà. Hoặc là anh em mua những cái dòng này anh em ơi. À, những cái phụ kiện nè, quá trời phụ kiện luôn nè. Phụ kiện nào đáng mua nè, nghĩa cho anh em cái nè. Đây cái này anh em, đây cái bộ lã đầu nè. Bộ này mã hơi dài nha, nhưng mà anh em phải nhớ là DW2735 nè. À, anh em check đúng mã ra. Anh em lên website mình có phân theo hiệu hết rồi. Anh em cứ vô đúng hiệu thì anh em kiếm. À, giá 550.000 nè. Bộ ke nè, 368.000 nè. Bộ vít nè, có cái ly nè, 647.000. Bộ vít ra bắn gốc nè, 890.000 nè. Túi nè. À, đây nè, đó, anh em thấy không? Xem đây nè, thước nè, 480.000 nè. Em thấy nó rẻ chưa? Rồi mấy cái hộp nè, rồi mấy cái bộ khóa nè. Rồi bộ khóa này bình thường nó rẻ, giờ còn rẻ nữa. Bình thường nó có 671 mà anh em hôm nay mua giảm hết 67.000. À, là anh em mua còn cái 610 à. Rồi mấy cái đây nữa anh em ơi, hàng nữa nè. Chung là tất tần tật những sản phẩm trên website của mình đều được giảm giá đồng loạt 10%. Và cái thiệp này đó là cơ hội tuyệt vời để sở hữu mấy cái thùng này mấy anh em ơi. Mấy cái thùng này anh em biết, thứ nhất là bình thường anh em mua đó thì giá nó cao, thứ hai á là tiền ship nó mắc. Bây giờ anh em mua, anh em được giảm 10% thì cái tiền nó lời hơn tiền ship của anh em nữa. Đây thùng nhỏ, thùng chung, thùng có bánh xe luôn. Và ở sau một là một trong những cái đơn vị có những cái thùng này sẵn, chứ anh em thấy mấy chỗ khác đang gì chứ không có đâu. À, ít lắm. À, thùng này ít người dám nhập đó anh em ơi. À. Tại vì anh em thấy chiếm rất nhiều diện tích để lưu trữ. Mà đa phần những cái đơn vị bán hàng online thì người ta chỉ có cái kho thôi, chứ người ta không có cái đơn vị cái mặt bằng để cái họ trưng như mình. À, đây là nhiều khi hàng em thấy vậy thôi chứ không có hàng ha. Đây những cái thùng IP54. Đó đã chưa, quá đã luôn. Cái túi này nhớ mua nha, túi này bình thường mắc lắm nè, 1.800.000, 1.868.000 mà hôm nay anh em mua anh em giảm hết 180.000, rất đáng đồng tiền để mua. Và anh em mua chỉ cần quá đơn 300.000 là được hỗ trợ trả góp miễn lãi suất nha. Đó nãy giờ anh em thấy mình nói rất là nhiều và cũng khá là mệt, nhưng mà không sao, chỉ cần anh em ủng hộ là mình khỏe liền. Hả, thì anh em biết lãi thì nhân viên bên mình nghỉ, không có nhân viên trực, nên là cái chương trình này sẽ diễn ra chỉ trên web thôi, và anh em tự đặt hàng. Một cái chương trình mà khách hàng tự đặt hàng giống như mà chúng ta đi ăn tự phục vụ vậy đó. Thì khi mà anh em tự phục vụ thì anh em sẽ tiết kiệm được, bên mình sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Thì 3 ngày mình vẫn bán được hàng qua website. Đó là lý do tại sao mình chạy chương trình khuyến mãi này. Và anh em thấy một năm thì bên mình chỉ nghỉ có mấy ngày thôi, chứ không có nghỉ nhiều. Bởi vì vậy nên là anh em tranh thủ. Nếu mà có chương trình thứ hai diễn ra thì nó cũng làm trong lễ, và anh em từ giờ cuối năm không có lễ nào đi nghỉ hết. Ngoài Tết. Anh em đúng không? Ngoài Tết ra, Tết Tây hoặc là Tết A thì đó còn xa lắm. Mà nếu chúng ta đang có nhu cầu mua sản phẩm nào thì chúng ta hãy mua ngay. Để chi? Chúng ta có những sản phẩm này chúng ta sử dụng cho cái công việc của mình. À, và anh em hãy ngay bây giờ truy cập một website là solamap.vn. Việc mua hàng trên website mình cực kỳ đơn giản và dễ dàng luôn. Anh em chỉ cần vài thao tác là anh em có thể mua được hàng. Đừng có trở ngại là em không biết làm, anh chưa làm bao giờ, anh không biết. Anh cứ vô làm thử. Nó có nút, tại vì tất cả là tiếng Việt chứ không phải là tiếng Anh em ha. Những cái nút, những cái thao tác, những cái điều hướng nó đều là tiếng Việt và người ta tự thiết kế ra để làm sao mình tiện dụng nhất mua hàng. Mình không biết gì mình nhìn mình cũng biết cách mua, giống mình đi siêu thị nó sẽ có những bạn chỉ dẫn.
Và những bạn dễ dẫn nó sẽ giúp mình có thể mua hàng được. Ở đâu, khi nào mình thanh toán, khi nào mình chọn vô giỏ hàng, khi nào mình bỏ ra giỏ hàng, thì mọi thứ nó giống y chang như vậy thôi. Và nó diễn ra trong môi trường online. Cảm ơn em đã xem video này. Ngay bây giờ mở lên store1.vn, trên điện thoại hoặc trên máy tính đều được hết. Mình là Vinh, xin chào và hẹn gặp lại.